Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dù hội nghị có ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Lương Quyện Bình Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Anh Thị. Năm 2022, công tác nội chính đảng tiếp tục được các đơn vị địa phương chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Đã chỉ đạo xử lý 3 vụ án vụ việc thuộc diện Ban thường vụ thành ủy theo dõi chỉ đạo, công tác phòng chống tham dũng tiêu cực và công tác cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến. Công tác quốc phòng quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được đảm bảo. Trong năm, đã xảy ra 267 vụ về trật tự xã hội, khởi tố 294 vụ liên quan đến ma túy, tai nạn giao thông tăng trên cả 3 tiêu chí, với 82 vụ, làm chết 56 người. Các đơn vị địa phương cũng đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Trong đó, Tường trực Thành ủy đã tiếp nhận 862 đơn. Đến nay, các đơn vị đã giải quyết xong 722 đơn. Hội đồng dân chân thành phố tiếp nhận và xử lý 595 đơn của tổ chức công dân. Và đến nay, tỷ lệ giải quyết đạt hơn 99%. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị địa phương trong thực hiện các mặt công tác nội chính trong năm 2022 với nhiều kết quả đáng chú ý. Lưu ý cần đánh giá hết toàn diện, có hướng khắc phục các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023. Trên tất cả bốn cái lĩnh vực, để nhắc lại là lĩnh vực công tác nội chính của đảng, À, lĩnh vực công tác à, phòng chống tham nhũng tiêu cực, à, lĩnh vực à, công tác cải cách tư pháp và lĩnh vực tiếp dân xử lý đơn thư. Cơ quan nội chính à, các cấp thì tăng cường sự chủ động hơn nữa à, để mà thực hiện cái chức năng tham mưu của mình à, trên lĩnh vực công tác nội chính với cấp ủy đảng và ban thường vụ cấp ủy các cấp. Tại hương nghị, Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen cho 3 tập thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen cho 6 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đội chính đảng năm 2022. Ban đội chính trung ương trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nội chính đảng cho 18 cá nhân.